Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì rất vui được gặp lại các bạn ở clip lần này. Thì ở video clip lần này thì mình xin giới thiệu với các bạn một dòng loa mới của hãng JBL. Đó là dòng loa ERX. Và dòng loa ERX này là một cái dòng hoàn toàn mới của hãng JBL luôn. Đây là một cái dòng loa kế thừa được rất là nhiều kỹ thuật của những cái dòng loa lớn hơn của hãng JBL đã làm. Và với kinh nghiệm trên 70 năm đã chế tác loa thì hãng đã cho ra một cái dòng loa hoàn toàn mới như thế này. Với cái kích thước khá là nhỏ nhưng mà một cái hiệu suất âm thanh cực kỳ lớn. Mình sẽ nói qua những cái đặc điểm kỹ thuật của cái dòng loa ERX của JBL này. Đầu tiên là các bạn thấy với một cái kiểu thiết kế loa rất là hiện đại và trẻ trung và rất là gọn. Và với một thiết kế rất là nhẹ, tối ưu cho một cái loa siêu di động như thế này, các bạn có thể mang dễ dàng mang vác di chuyển tất cả mọi nơi với mà cho một cái hiệu suất âm thanh giống như những cái hệ thống loa lớn mà mình không thể mang đi được. Và cái vỏ thùng loa được làm bằng một chất liệu nhựa là polyurethane. Cái chất liệu này rất là bền và rất là nhẹ, dễ dàng mang đi di động bất cứ cái chỗ nào mà các bạn muốn, và thiết kế rất là gọn và nhẹ. Và một cái tính năng đặc biệt nữa của cái dòng loa này đó là một loa có thể cho kết nối Bluetooth. Các bạn có thể stream phát nhạc từ thiết bị di động của mình kết nối qua loa. Và Bluetooth được hãng JBL trang bị là chuẩn 5.0, một cái chuẩn băng thông lớn nhất hiện tại bây giờ. Các bạn có thể dễ dàng kết nối từ những cái nguồn nhạc như nhạc nghe nhạc, nhạc cho phim hoặc là bất kỳ một cái nguồn nhạc nào phát qua loa cũng có thể nhận được hết. Ngoài ra thì JBL ERX này nó còn có thêm một cái tính năng kết nối Bluetooth đặc biệt khác. Đó là các bạn có thể là pair hai cái loa cùng cái model giống nhau thành một cái cặp loa stereo, một cái hiệu ứng stereo, cho mình cái không gian âm nhạc nó sẽ hay hơn, rộng mở hơn và nó sẽ chi tiết hơn. M1. Và dòng ERX này thì được tích hợp thêm một cái mạch equalizer ở phía sau, và người ta cài đặt sẵn luôn ở phía sau như thế này. Cái mạch equalizer này, đây mình quay lại cho các bạn thấy. Đây, người ta cài sẵn cho mình 4 cái chế độ equalizer ở đây, như chế độ dùng cho âm nhạc music, dùng cho nhạc mà có tiếng vocal như dạng acoustic hoặc là nhạc audio, và chế độ speech để mà dành cho hội thảo, để cho nói chuyện, và một chế độ flat là chế độ không có can dự vô equalizer này. Ngoài ra thì nó còn tích hợp thêm một cái nút bass boost như thế này, cho để tăng thêm cái cường độ đánh trầm của cái loa JBL ERX này, làm tăng thêm khi các bạn nghe những cái thể loại nhạc mạnh, nhạc house hoặc dance hoặc EDM thì các bạn sẽ cái tiếng tâm nó sẽ mạnh hơn, sống động hơn. Trên cái loa ERX này nó còn tích hợp thêm một cái AFS nữa, là cái phần chống hú của hãng DBX, được tích hợp như thế này, để khi các bạn mà có nhu cầu hát live trực tiếp trên cái hệ thống loa này thì vẫn có cái chế độ chống hú dành cho cái mic của mình, và cái đường mic nó sẽ cắm ở đây. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái tính năng đặc biệt nữa mà từ trước tới những cái dòng của loa của JBL hay là những cái dòng loa trên thị trường người ta không có, đó là cái tính năng Music Ducking này. Music Ducking này các bạn hiểu giống như là khi nó sẽ nhận diện cái giọng mic từ micro qua cái loa và nó sẽ tự động giảm cái âm lượng của cái nhạc xuống lại, để cho cái giọng nói của cái giọng hát của mình nó sẽ nổi bật lên và tăng cái cảm hứng cho cái người hát, mà người ta nghe cái giọng hát người ta rõ ràng hơn. Và cũng giống như những cái dòng loa JBL khác thì nó sẽ có hai cái ngõ vào channel 1 và channel 2, và một cái đường pro cho một cái loa khác hoặc là cho một cái loa sub điện mà nó có crossover ở trong, và một cái master volume như thế này. Và thấy thiết kế rất là gọn, rất là nhiều tính năng mới cho một cái dòng loa siêu di động như thế này, mang đầy đủ những tính năng cơ bản cho các bạn có thể giải trí bất kỳ một ở đâu và bất kỳ lúc nào, mà có thể hát trên một cái cường độ âm thanh rất là lớn như một cái hệ thống lớn ở ngoài trời. Và dòng loa ERX của JBL này nó có hai cái model,
đó là model ERX108, là cái bên đây mình đang, cái nhỏ đây mình đang kế bên mình đây, và một cái ERX112 là cái lớn hơn cái này, và với một cái giá cực kỳ ấn tượng luôn, đó là ERX108 là giá khoảng 9,5 triệu và ERX112 là giá 12 triệu. Oh my god, wow, cho một cái loa có cả âm ly Bluetooth, có cả ngõ cắm mic, có chống, có EQ và có cả chống hú ở trong luôn. Một cái loa siêu di động mà giá rất là rẻ. Và cái loa ERX108 này nó có tần số đáp ứng là khoảng 54Hz cho tới 20kHz. Và cái ERX112 thì tần số đáp ứng là 53Hz và tới 20kHz. Cả hai đều tích hợp một cái mạch công suất lên tới 1300W. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để các bạn pair Bluetooth hai cái loa với nhau, nó thành một cái cặp loa stereo, để cho các bạn trải nghiệm cái không gian nó sẽ rộng mở hơn và chi tiết hơn. Và cái loa JBL ERX nó sẽ cho mình pair hai cái lại với nhau, nó sẽ thành một cái cặp loa stereo. Và các bạn nên nhớ rằng là khi mình pair thì cái loa đầu tiên mà mình muốn nó kết nối, nó là cái chủ, cái đầu tiên mà để kết nối cho cái còn lại, thì nó lúc nào cũng phải là cái bên phải trong cái hệ thống stereo. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ quay lại cái loa bên này. Đây là cái loa bên phải của mình. Các bạn nhấn giữ nút Bluetooth cho nó, cái đèn nó nháy lên như thế này ha. Sau đó là các bạn giữ thêm khoảng vài giây nữa, thì khi cả hai cái đèn màu xanh với màu xanh lá cây và màu xanh dương nó đều nháy lên và nó phát ra một cái âm thanh, thì các bạn dừng lại ở đây và các bạn để cho nó nháy vậy, tương tự như cái bên lại, cái còn lại cũng vậy. Các bạn cũng mở lên và các bạn để cho hai cái nhấn giữ cho hai cái đèn nó sáng lên như thế này. Nó cũng kêu một cái âm thanh như vậy. Thì sau khoảng 30 giây thì hai cái nó sẽ tự động kết nối lại với nhau. Thì cái đầu tiên mình nhấn nó sẽ là cái loa bên phải và cái còn lại sẽ là loa bên trái. Khi hai cái đèn nó nháy, nó sẽ trong khoảng 30 giây thì nó sẽ tự động kết nối Bluetooth lại với nhau. Thì nó sẽ báo một cái âm thanh mà đèn nó sẽ ngừng chớp. Ok, giờ thì tới lúc đó các bạn là đã xong rồi. Bây giờ thì mình muốn kết nối Bluetooth với một cái nào thì mình bấm kết nối Bluetooth từ cái thiết bị của mình lại giống như từ ban đầu. Hai cái loa này nó sẽ nhận với nhau, để tự hiểu với nhau rồi. Và các bạn nhấn lại Bluetooth lại bình ban đầu nha. Nhấn lại. Khi đèn Bluetooth nó nhấp nháy thì các bạn search trên cái thiết bị di động của mình. Ở đây các bạn sẽ thấy là JBL ERX112BT. Các bạn click vô connect. Connect bình thường giống như là một cái loa mono. Rồi máy nó đã báo kết nối rồi. Ok, giờ mình thử nhạc mình bạn nghe. We'll be right back.
Mình vừa giới thiệu với các bạn một cái dòng loa mới của hãng JBL, của tập đoàn Harman, đó là dòng Iris. Và với một cái loa rất là nhỏ gọn, siêu di động, cùng với những tính năng hiện đại bây giờ, và cùng với một cái mức giá vô cùng hợp lý, các bạn có thể mang cho mình về một cái hệ thống âm thanh tại nhà, có thể biểu diễn, hát live, hát karaoke, và thậm chí nghe nhạc rất là mạnh. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể ghé thăm những showroom của 3 sao Audio hoặc là Anh Di Audio, hoặc là những cái hệ thống đại lý của 3 sao Audio và Anh Di Audio. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.